mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình DH Audio. Và trong cái chương trình video lần này thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị và các bạn, những ai mà đã từng sử dụng qua cái bo mạch mà bên tôi đã cung cấp đến, thì cách mà để chúng ta tạo được ra một cái âm ly mà nó đơn giản hơn, đơn giản nhất nhưng đôi khi nó vẫn giữ được cái nét thẩm mỹ đẹp để chúng ta có thể nghe nhạc. Thì trên màn hình thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái bộ mạch khuếch đại Hi-Fi 2.0 chuyên dành để nghe nhạc, và tôi đã vừa ráp trên một cái hộp nhựa rất là đơn giản nhưng lại rất là đẹp. Đây là mặt bên. Tôi đã lắp luôn cả cái biến áp nguồn đối xứng, nguồn đôi 15V 5A, dòng 5A. Và cái bên này là như thế này. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn. Đây là cái vỏ hộp nhựa. Và nếu như chúng ta muốn đẹp hơn mà có thể chúng ta dùng một cái đế gỗ chiều rộng khoảng tầm khoảng 20cm và chiều dài tầm khoảng 25cm. Mà cái gỗ còn nó chúng ta làm đẹp thì nó sẽ có thẩm mỹ hơn, tùy từng tay nghề. Mà nếu mà làm dày thì nó càng đẹp hơn. Và cái cách lắp thì chúng ta chỉ cần chú ý một số cái điểm như sau. Ở trên cái biến áp mà lắp thì chúng ta sẽ nhìn thấy dễ dàng rồi, không nói làm gì. Thì biến áp thì nó có hai cái chân ở đây, chúng ta có thể lắp chọn cái con ốc, hai con ốc hai bên, chúng ta có thể lắp tùy theo sở thích. Còn về cái phần bo mạch này, bo mạch hai mặt này thì nó có hai cái chỗ ren ốc, chúng ta nhìn thấy cái bên đấy có hai cái chỗ ren ốc để chúng ta có thể vặn ốc để cố định. Và phía dưới này cũng thế, tôi đã vặn cố định hai cái con ốc vào đây. Tiếp theo thì ở cái bo mạch này chúng ta nên sử dụng cái loại kê bo mạch. Thì cái miếng nhựa này chúng ta có thể sử dụng cái loại miếng kim loại cũng được, hay miếng nhựa thì nó bán nhiều ở các cái trang linh kiện. Thì cái kê bo mạch này nó rất là rẻ thôi, nếu chúng ta mua cái loại nhựa này thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 100-200 đồng một chiếc thế này. Tức là chúng ta có thể mua chỉ cần bỏ ra vài nghìn đồng thì chúng ta có thể mua thoải mái rất là nhiều, hoặc là nhiều hơn tùy thích. Chúng ta có thể chọn cái loại kích thước, đo cái chiều dài là bao nhiêu mili, thì nó có từng loại rất là nhiều. Cái kê bo mạch thì chúng ta có thể về để nâng cái đế bo mạch này lên cho cân đối và cho nó đẹp, chúng ta có thể tự thiết kế được. Một điều nữa, ở cái mặt trên này nó có hai con ren ốc để chúng ta vặn ốc vào, thì lúc nãy tôi đã nói rồi. Thì hai cái con ren này chúng ta có thể tận dụng, có thể sử dụng một cái miếng nhựa hoặc là cái miếng gỗ ở tầm ngang này thế này, và cho kích thước nó ra thế này. Ở đây tôi ví dụ, tôi có một cái miếng nhựa mà tôi đã vừa làm xong. Như vậy là tôi đã lắp xong con chiếc áp này. Như vậy là ta có thể tạo được một cái con âm ly rất là vừa đơn giản lại vừa đẹp. Và nếu chúng ta làm bằng gỗ thì nó sẽ còn đẹp hơn nhiều. Nhưng mà đây tôi chỉ ví dụ bằng trên cái vỏ nhựa thì nó sẽ đơn giản hơn thế này, là như thế này. Và tùy chúng ta có thể tự tạo hoặc sáng tạo thêm cái cách như thế này. Nhưng đây tôi chỉ hướng dẫn một cách để chúng ta khi mà dùng cái bo mạch này, chúng ta có thể làm như thế này một cách đơn giản nhưng là vẫn rất là đẹp. Như vậy là tôi đã lắp và cái cơ bản đã là hoàn chỉnh một cái bộ âm ly rất đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Đấy. Và chúng ta khi mà thiết kế bằng gỗ thì nó sẽ còn đẹp hơn. Nếu như gỗ như chúng ta có thể nhờ thợ và đóng thiết kế theo cái sở thích của mình, chúng ta nên có thể tạo được một cái bộ âm ly nghe nhạc
Và tất nhiên cái bộ mạch này hôm trước tôi đã giới thiệu rồi, thì cái bộ mạch này tại sao nó có cái giá thành cao hơn, bởi vì nó là chuyên dành cho nghe nhạc và có cái chất lượng nó cao hơn rất là nhiều so với cái loại một số cái loại mạch mà như là mạch trước, và nó rất là nhiều cái loại dòng. Thì đây cũng là một trong những cách mà tôi giới thiệu đến và cách đấu lắp nó như thế này. Chúng ta có thể sử dụng cái loại dòng biến áp từ 15V đối xứng, dòng từ 5A đến 10A cũng được, từ 5A trở lên nó sẽ cho ra cái chất âm tốt. Và cái biến áp thì nó cũng giá thành thì nó cũng tầm vừa tiền thôi, tùy từng loại. Và tại đây nó có một cái jack RK, là cái jack để cắm cái dây tín hiệu vào đầu vào của thiết bị nghe nhạc. Thì nếu cái dây này thì nó có cái ở đầu này có hai con ốc này, chúng ta có thể thiết kế hai con ốc vào đây. Chúng ta có thể thiết kế như thế này, tùy chúng ta có thể lựa chọn từng vị trí thích hợp, hoặc như thế này. Thì như vậy là sẽ cho ra một cái rất là thuận tiện, chúng ta có thể tự cắm vào trực tiếp vào đây. Và rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được một cái bộ âm ly vừa nghe nhạc rất là hay vừa đẹp. Vâng, thì vừa rồi tôi đã giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một cách cách thiết kế và lắp ráp thành một cái âm ly nghe nhạc đơn giản nhưng là vừa hay vừa đẹp, để chúng ta có thể tận hưởng được những âm nhạc cho riêng cá nhân mình. Và quý vị và các bạn nhớ đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video.